Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ chủ đạo có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ ban ngày cao nhất trong khoảng 25-28 độ, có nơi cao hơn. Dự báo từ hôm nay đến khoảng ngày 27, miền Trung bước vào đỉnh điểm của đợt mưa rất lớn, trọng tâm mưa là khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Từ ngày 25 tháng 11 đến sáng ngày 27 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, vùng tâm mưa có nơi trên 400mm. Khu vực Quảng Trị đến Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Dự báo từ ngày 25 đến 28 tháng 11, mực nước đỉnh lũ các sông ở Quảng Trị và các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa ở mức báo động 1, báo động 2. Có sông trên báo động 2. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Với các tỉnh khu vực phía đông của Tây Nguyên và Nam Bộ, vào chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 26 đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng phía tây của Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có mưa dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ 18 đến 27 độ.